Ở đời muốn thành công thì phải bỏ những cái ngu nhất trong cuộc đời. Ở đời thì thường có bốn cái ngu nhất, và ngày xưa thì thường có một câu ca dao đã từng đúc kết: ở đời có bốn cái ngu, làm mai nhận nợ, gác cu và trầm cầu. Thứ nhất là trầm cầu. Trầm cầu tức là ngồi trước cái trống, đánh trống để khen chê đạo kép ở trong đêm hát hội. Đây là một thú vui rất tốn tiền trong cuộc sống. Về thú vui thứ hai, đó là gác cu, tức là dùng đồ nghề, ở trong đó có con chim cu mồi và đi nhử chim cu ở trong lùm bụi. Đây cũng là một thú chơi rất dễ gặp nguy hiểm. Thứ ba, đó là nhận nợ. Nhận nợ tức là đứng tên mình để đi mượn tiền dùm cho người khác. Về thứ tư là làm mai. Làm mai thì được xếp lên đầu tiên và được coi là cái ngu lớn nhất, có nghĩa là người nào làm nghiệp vụ này thì được xem là người ngu nhất. Ấy vậy mà từ xưa đến nay thì với những việc làm mai mối ở trong hôn nhân thì được coi là một nghề, với những người làm mai mối thì được coi là người quan trọng, giúp cho mối kết giữa hai gia đình, hai đối tượng nam nữ lại để đến với hôn nhân. Với tiếng Hoa thì thường gọi là người làm mai là băng nhân, đối với tiếng Pháp thì được gọi là intrimetteur. Nói theo ngôn ngữ ở hiện nay là làm mai cũng là một nghề cò. Đây là trường hợp cò về hôn nhân. Nếu trai gái độc thân mà ngày càng tăng thì nhà sư làm luôn môi giới cho những chuyện hôn nhân. Và theo truyền thống thì các nhà sư ở Nhật Bản thường tham gia chủ trì các buổi tang lễ hoặc các buổi lễ tưởng niệm bên ngoài, nhưng hiện nay có một số nhà sư đang làm dịch vụ môi giới trong chuyện hôn nhân và thu hút được rất nhiều khách hàng trong cuộc sống. Với làng xóm ngày xưa thì có những người có kiến thức, ăn nói có duyên, họ chọn cái nghề nhẹ nhàng nhất, chỉ tốn một chút nước bọt để thuyết phục nhà này là chọn anh kia làm rể, nhà kia chọn cô nọ làm dâu, làm mối được cho là vài cặp cưới nhau, họ được làng xóm tin tưởng, nhà nào cũng muốn cưới vợ cho con trai. Và sau khi chấm đối tượng nữ là cô gái nào đó, bèn tìm đến bà mai mối để nhờ đi thăm dò và thuyết phục kết nối. Với những hợp đồng giữa nhà trai với nhà mai rất đơn giản, chỉ là hợp đồng miệng, chẳng ai nghĩ đến việc phải viết giấy tờ đại để gia đình nhà trai nói với bà mai rằng mình có thằng con trai tuổi Thìn khỏe mạnh làm nông, muốn cưới cô con gái tuổi Ngọ của gia đình nhà kia làm vợ, xin nhờ ông bà mai mối kết giùm. Và để tiện việc đi lại thì gia đình xin gửi ông bà mai phí tiền vài chục đồng trả nước. Có những gia đình nghèo không gửi trước được tí tiền nào cả, nhưng về nghiệp vụ làm mai thì cứ nhận tất cả các nhiệm vụ mai mối ở trên đời, kể cả những vụ hóc búa hay là khó khăn nhất, như là trai quá xấu, nữ quá đẹp, nữ học giỏi, trai học dở, cha của trai ăn chơi bạt mạng, trong khi thì cha của nữ chí thú làm ăn. Với những việc là khi nhận lời với nhà trai xong thì người mai mối sẽ chọn ngày tốt sang thăm nhà đàng hoàng của nhà gái. Sau mấy câu khách sáo, thuyết khách sẽ đi vào vấn đề, khoe ra người con trai ấy khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn, tính tình ngoan hiền dễ thảo, tài sản sẽ có thể là có những gì và gia đình phước đức ra làm sao, mong được đến coi ra mắt nhà gái. Còn gia đình bên gái sẽ nói lời cảm ơn bên nhà trai, nhưng xin phải có thời gian để hỏi lại ý kiến của mọi người trong nhà và ý kiến của người cô gái ra sao thì rồi mới dám trả lời. Gia đình bên gái có thể cho người mai mối một cuộc hẹn hò sau đó. Về thuyết khách sẽ trở về báo cáo lại nội dung gặp gỡ gia đình bên gái, thêm thắt đủ điều về chuyện cha mẹ của cô gái nói năng lịch sự ra sao, nhà cửa quy mô cỡ nào, phỏng đoán việc kết thông gia có thành công rực rỡ hay không. Và ở đây thì có những nhân vật mang tiếng Bùi Lan, tức là bùi lui, nhưng kỹ năng làm mai mối thì phải ngược lại, tức là cứ bàn tới những người mai mối thấy cái gì cũng đẹp. Chàng trai tuy nói cả lăm một chút nhưng tính tình thiệt thà,
Cô gái tuy thấp người một chút nhưng rất đảm đang và xinh đẹp. Vài ba tuần hay một tháng sau, người mai mối sẽ nhận được thông tin từ nhà gái. Và thông tin chỉ có được hay không, nhưng phần lớn vẫn là được. Có khi nhà gái âm thầm tìm hiểu đến ba đời của nhà trai, khám phá ra rằng ông nội của nó ngày xưa từng lấy ai vợ, hoặc là bà nội của nó ngày xưa hỗn hào, nổi tiếng trong làng. Khi đó thì người mai mối chỉ nhận được một chữ không, và cuộc thương thuyết coi như là lột gen. Ngược lại, với những trường hợp nhà gái bảo là được, thì người mai mối sẽ đi sang nhà gái vài ba lần nữa, và nhà mai mối sẽ lên một cái lịch. Ngày nào đó nhà trai chính thức qua thăm hỏi coi mắt, và ngày nào bỏ chầu cau dặn hỏi, ngày nào thì cưới. Với trong những giai đoạn này thì người mai mối sẽ làm công việc của một vị ngoại trưởng con thoi, nghĩa là xúi dục cho đôi bên tiến hành xôn xẻ các mốc thời gian đã định trước. Trong khi hai gia đình tích cực tìm đến các vị thầy bói, nghe thầy phán và tiến hành nghi lễ, thì người mai mối lại tích cực lắng nghe và hóa giải những đòi hỏi quá đáng của bên nhà gái. Thí dụ, lễ hỏi giản dị chỉ là một con heo, nhà trai sẽ qua chục người, lễ cưới sẽ hoành tráng nhưng tiết kiệm. Nhà trai sẽ đi tiền mặt bao nhiêu, vàng bạc cho con dâu sẽ là những gì, nhiệm vụ cò kè lên xuống không thuộc cha mẹ ở bên trai nữa mà thuộc nghệ thuật cò kè của người mai mối. Rồi lễ cưới cũng diễn ra và người mai mối trở thành một nhân vật siêu chủ lễ. Ông bà mai mối sẽ chuẩn bị sẵn một cái miệng để ăn nói cho thật duyên, một cái bụng thật tốt để ăn tiệc cưới của hai bên. Dâu rể nhà trai và nhà gái có khi không dám cười, nhưng người mai mối có quyền mở hết khẩu độ cười ha hả. Cưới hỏi xong thì người mai mối an tâm về nhà chờ đợi thu hoạch. Thông thường thì sau lễ cưới, nhà trai sẽ mang cái đầu heo hoặc một khoanh thịt nọng ở cổ heo qua kính biếu người mai mối. Có một vài năm sau, nếu đôi lứa sinh con đầu lòng thì người mai mối cũng được mời đến ăn đầy tháng hay là thôi nôi mà không phải đem quả mừng. Việc mời mọc ăn uống đó chỉ diễn ra được một vài lần, rồi nhà gái đều quên tuốt tuần tuột hình ảnh ông bà mai mối, và những chuyện qua sông rồi đạp gãy cầu cũng là những chuyện bình thường ở trong thiên hạ hiện nay. Tuy nhiên thì trong cuộc sống có những lứa đôi trục trặc, lứa đôi ăn ở không hợp tính nhau, anh chồng thì vũ phu hay đánh vợ, chị vợ chỉ đợi chồng đi vắng là đi đánh bài, nhà dột thì cột siêu, chồng heo sụp đổ, lứa đôi bắt đầu gấu ó nhau, người này chửi bới người kia, anh chồng chửi bới gia đình bên vợ, chị vợ chửi bới gia đình bên chồng. Thế nhưng với đối tượng tốt nhất để họ phát tiết cơm nóng giận là người làm mai mối, họ đem ông bà mai ra chửi xối xả, thậm chí là đến trước cả nhà phóng thanh. Với những câu vú văn chương cứ tuôn ra ảo ảo như nước lũ mà chữ nghĩa thì ít thấy trong từ điển của Việt Nam chúng ta. Đại để cả chồng và cả vợ đều có quyền lên án ông bà mai mối nói lật lọng, con người tệ hại bất nhân sát đức như vậy mà cứ xúi dục họ lấy làm chồng hoặc xúi dục họ lấy làm vợ, để đời họ đau khổ chửi tục ngóc đời không bao giờ nổi đầu lên được. Đôi bên gia đình đau xót vì nhân duyên của con mình đã bị lỡ dở, cũng lên tiếng thóa mạ ông bà mai mối là mai không ra gì. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn gần, ba ngày đường, với nghiệp vụ mai mối nát bét 5-7 tầng, với uy tín là mai mối bị tổn thương rất nghiêm trọng. Tóm lại là nghiệp vụ mai mối gì dù chỉ tốn một chút nước bọt nhưng công sức thì có vẻ nhiều. Về phần lớn là thù lao chẳng được bao nhiêu mà lại lắm những trường hợp bị chửi xối xả, bị cả dâu lẫn rể gia đình đôi bên ném đá đến hoa lá tả tơi. Chính vì vậy mà cha ông ta mới xếp cái ngu làm mai lên đứng đầu bốn cái ngu của thiên hạ. Về hôn nhân ngày nay thì tiến bộ và được đại hóa rộng khắp, trai gái thương yêu nhau có quyền họ thưa với cha mẹ đôi bên để kết hôn mà không cần phải thông qua trung gian mai mối. Và những nghiệp vụ mai mối có vẻ xuống cấp nhưng không có nghĩa là cáo chung hẳn.
Với vùng nông thôn thì vẫn còn những người mai mối cho các lứa đôi, nhưng ông bà mai mối ở thời đại ta ít bị chửi như ông bà ngày xưa. Tại sao vậy? Bởi vì là trai gái quen nhau, thương nhau, đôi khi thì ứng trước cho nhau rồi mới cưới. Còn mai mối chỉ là bước đến sau, hợp thức hóa đã rồi. Nếu tình duyên mà vẹn toàn hoặc là thậm tệ thì họ cũng không còn cao hứng để chửi bới ông bà mai mối nữa. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.